Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tháng 8 âm lịch đã đi qua, nhưng vận đen vẫn còn liên tục đeo bám theo những con giáp này ở tháng 9 âm lịch. Những con giáp này khổ tận cam lai, không ngóc đầu lên được. Trong công việc gặp nhiều trắc trở, bất lợi, bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi xấu, làm tốt đến đâu cũng bị đố kỵ và soi mói. Tài lộc thì đen đủi, đầu tư thua lỗ, cho bạn vay tiền thì không đòi được. Họ luôn cảm thấy bế tắc và không tìm ra lối thoát. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, tháng 9 âm lịch là tháng Canh Tuất. Canh thuộc kim, tuất thuộc thổ, cục diện thổ kim tương sinh, nên tháng này có khá nhiều điều tốt đẹp. Nhưng tốt đẹp với ai, chứ những con giáp này vẫn luôn gặp vận đen đeo bám, không ngóc đầu lên được. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong tháng 9 âm lịch là những người tuổi Tý. 1. Tuổi Tý. Trong tháng 9 âm lịch, thương quan lâm mệnh khiến tuổi Tý lao đao trong con đường sự nghiệp dù nay là ngày cuối tuần. Rắc rối cứ từ đâu ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Nhiều người có ý định thôi việc, rút lui hoặc nghỉ học giữa trường vì mệt mỏi, áp lực đè nặng lên vai, mỗi ngày không thở nổi. Mặt tình cảm cũng ảm đạm không kém vì cục diện thổ khắc thủy. Con giáp này thẳng tính hay nói năng không kiêng nể và làm phật ý nên đôi khi dễ bị người ta ghét bỏ hoặc nói xấu sau lưng. Có những chuyện không đáng để nói nhưng bạn cứ thích làm quá lên khiến mọi người phải im lặng. Vậy nên những người tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để hóa giải. Vận trình tài lộc có chiều hướng đi xuống do bản mệnh hấp tấp, dễ bị dụ dỗ, nghe lời ngon ngọt khi mua hàng trên mạng, mua nhà, mua đất. Khi giao dịch tiền bạc lớn thì Tý nên tham khảo ý kiến của nhiều người xung quanh, kẻo bị lừa. Chi tiết vận hạn từng tuổi Tý như sau. Tuổi Giáp Tý 1984, ngũ hành kim, công việc có diễn biến bất ngờ. Tuổi Bính Tý 1996, ngũ hành thủy, thi cử, xin việc đều không thuận lợi. Tuổi Mậu Tý 1948 và 2008, ngũ hành hỏa, không nên đi xa trong ngày này. Tuổi Canh Tý 1960, ngũ hành thổ, nóng tính hay làm hỏng chuyện. Tuổi Nhâm Tý 1972, ngũ hành mộc, đừng ăn nói tùy tiện trước mặt người lạ. Để tăng cường vận may trong tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Tý cần chọn những màu sắc cát tường là màu xám và màu đỏ. Để được quý nhân phù trợ, những gia chủ tuổi Tý cần chơi với những người tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Thìn. Đây là những con giáp thuộc bộ lục hợp và tam hợp quý nhân giúp tăng cường vận may cho những gia chủ tuổi Tý ở tháng 9 này. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên. Con giáp xui xẻo tiếp theo ta xét đến là những người tuổi Tỵ. 2. Tuổi Tỵ. Bản mệnh gặp thiên quan nên cẩn thận đường công việc dính dáng đến kiện tụng, cấp dưới chính quyền. Chuyện gì cho qua được thì hãy cho qua, cuối tuần hãy an phận chứ đừng lôi công việc ra làm, kiểu gì cũng có rắc rối ập đến với tuổi Tỵ. Vậy nên để bản mệnh thuận lợi, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Nhiều hỏa dưỡng thổ nên Tỵ tránh được thị phi từ thiên hạ, có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Những nhà nào sắp đi du lịch thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Nhiều đôi mới sắp cưới có thêm thành viên mới trong nhà sau bao ngày mong chờ. Vận trình tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển tốt, sắp có may mắn về chuyện tiền bạc đang đến với bản mệnh. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Chi tiết vận hạn từng tuổi Tỵ như sau. Tuổi Ất Tỵ 1965, ngũ hành hỏa, sống giản dị là tự tạo phước cho mình. Tuổi Đinh Tỵ 1977, ngũ hành thổ, không cần để tâm đến người vô văn hóa. Tuổi Kỷ Tỵ 1988, ngũ hành mộc, bạn biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Tuổi Tân Tỵ 2001, ngũ hành kim, biết xử trí khôn ngoan đối với việc cần khôn ngoan. Tuổi Quý Tỵ 1953 và 2013, ngũ hành thủy, đừng bắt mình trở nên ngốc nghếch. Để tăng cường may mắn trong tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Tỵ cần mang theo những màu sắc cát tường là màu đỏ và màu cam. Để được quý nhân phù trợ, những gia chủ tuổi Tỵ cần kết giao và hợp tác hay chơi cùng những người tuổi Thân, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Đây là những con giáp nằm trong bộ lục hợp và tam hợp quý nhân của tuổi Tỵ, mang lại may mắn và bình an trong tháng 9 âm lịch. Chúng ta vừa xét xong tuổi xui xẻo thứ hai là những người tuổi Tỵ, tuổi xui xẻo tiếp theo trong tháng 9 âm lịch là những người tuổi Thân.
3. Tuổi Thân. Đường sự nghiệp gặp tỷ kiên, cảnh báo tuổi Thân nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp, bạn làm ăn chung trong thời gian tới đây. Tiểu nhân sinh ghen ghét, họ cho rằng bạn may mắn mà có được, nhưng không ai hiểu bạn đã trải qua giai đoạn khó khăn như thế nào, thậm chí kể ra cũng không ai tin. Cục diện thổ sinh kim bù đắp cho tuổi Thân trên con đường tình cảm. Bạn được mọi người xung quanh yêu quý vì thoáng tính, sống thật lòng, không thích giả tạo. Vợ chồng dần tìm được điểm cân bằng trong mối quan hệ hai người. Cuối tuần có thời gian đưa con cái đi chơi. Thân đang tự ép bản thân mình trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan nên thu nhập sẽ còn vượt trội hơn nhiều. Làm việc gì bạn cũng cẩn thận, lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát. Để thoát khỏi những rắc rối không cần thiết và kích hoạt tài lộc của bản thân, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để hóa giải. Chi tiết vận hạn từng tuổi Thân như sau. Tuổi Giáp Thân 1944 và 2004 ngũ hành thủy, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Tuổi Bính Thân 1956 ngũ hành hỏa, mệt mỏi, đi ngủ sớm hơn ngày thường. Tuổi Mậu Thân 1968 ngũ hành thổ, bình thường nhưng không tầm thường. Tuổi Canh Thân 1980 ngũ hành mộc, ăn cơm đạm bạc nhưng hạnh phúc là được. Tuổi Nhâm Thân 1992 ngũ hành kim, biết nỗ lực và biết chấp nhận. Trong tháng 9 âm lịch, để mang lại cát tường và may mắn, những gia chủ tuổi Thân cần thường xuyên sử dụng màu sắc cát tường như màu bạc, màu đỏ, sẫm. Để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, những gia chủ tuổi Thân cần chơi và kết giao hay là làm việc với những người tuổi Tỵ, tuổi Tý và tuổi Thìn. Đây là những con giáp nằm trong bộ lục hợp và tam hợp lục nhân của tuổi Thân. Chơi cùng họ sẽ tăng cường may mắn và tài lộc. 4. Tử vi tuổi Dậu. Đường sự nghiệp của bản mệnh lâm kiếp tài nên cẩn thận với cấp dưới, người làm chung và bạn bè có điểm đấu đá, tranh chấp, phủi sạch công lao của bạn trong thời gian qua. Dậu là con giáp có năng lực, nếu mà chịu bất công nên vùng lên nói thẳng, khi bạn trong sạch thì không cần phải sợ. Tương hại cục cảnh báo con giáp này dễ dính thị phi, bị bạn bè chơi đều, quyệt nợ, vợ chồng bất đồng ý kiến, cãi nhau. Bản mệnh làm gì cũng lủ thủi một mình, cố gắng hết sức nhưng không được thông cảm. Hễ ăn nhàn một chút lại bị tiểu nhân đứng sau ghen ghét, dè bỉu. Để vận trình năm được hanh thông, thuận lợi, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải. Đường tài lộc chính là điểm sáng trong ngày nhờ cục diện thổ sinh kim, đặc biệt là người tuổi Dậu trong lĩnh vực kinh doanh có lộc làm ăn nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, hàng hóa buôn may bán đắt, thuận buồm xuôi gió. Chi tiết vận hạn từng tuổi Dậu như sau. Tuổi Ất Dậu 1945 và 2005 ngũ hành thủy, vui buồn không đến từ hoàn cảnh mà ở ngay trong tâm. Tuổi Đinh Dậu 1957 và 2017 ngũ hành hỏa, công việc áp lực, làm gì cũng vất vả. Tuổi Kỷ Dậu 1969 ngũ hành thổ, đừng đợi kiếp sau mới quan tâm đến gia đình. Tuổi Tân Dậu 1981 ngũ hành mộc, nên thương cha mẹ nhiều hơn. Tuổi Quý Dậu 1993 ngũ hành kim, hiền lành nhưng hay nói thẳng. 5. Tử vi tuổi Hợi. Chịu ảnh hưởng từ cục diện thổ khắc thủy nên công việc làm ăn kinh doanh của tuổi Hợi hôm nay không như ý. Nếu không đủ quyết tâm và kiên trì thì rất khó vượt qua những chông gai thử thách phía trước. Nên trau chuốt lại cách ăn mặc khi gặp khách hàng, ăn nói nhỏ nhẹ một chút thì may mắn. Có những cuộc tranh cãi liên tiếp xảy ra khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng, thiếu vắng hơi ấm, vợ chồng ngày càng xa cách. Con cái có chuyện không vui nên cha mẹ cần tâm sự, hỏi thăm con trong thời gian này để khích lệ con. Để tránh những rắc rối không cần thiết, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để hóa giải. May mắn là có thực thần cát tinh trợ vận nên con giáp này được lộc bất ngờ. Dù công việc hơi ảm đạm nhưng bù lại bạn hay được mời đi ăn, được cho quà, được cho đồ ăn. Bạn cứ chú tâm vào bồi dưỡng năng lực thêm nữa để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Chi tiết vận hạn từng tuổi Hợi như sau. Tuổi Ất Hợi 1995 ngũ hành hỏa, khuyên nhủ người ta nhưng bị khước từ. Tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007 ngũ hành thổ, đừng cố tạo thêm áp lực cho mình nữa. Tuổi Kỷ Hợi 1959 ngũ hành mộc, bạn hay nghe thấy những điều không hay về bản thân. Tuổi Tân Hợi 1971 ngũ hành kim, bạn cần phải cho phép mình có những khoảng lặng. Tuổi Quý Hợi 1993 ngũ hành thủy, tính tình hơi nóng nảy, dễ hỏng việc.
Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong những con giáp xui xẻo nhất trong tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Nếu không thì chúc mừng quý vị nhé! Còn những con giáp mà nằm trong top những con giáp xui xẻo ở trên thì các bạn cũng cứ yên tâm, trong video đã có các cách hóa giải cho các bạn rồi. Các bạn hãy làm theo để có được may mắn và thành công trong tháng 9 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.